Để đáp ứng những đòi hỏi đa dạng và khắt khe của thị trường, bà con nông dân, nhất là ở những khu vực chuyên canh các loại rau củ quả, cà phê, cam trái, chăn nuôi bò sữa, gà, heo, v.v., đã chủ động tìm hiểu và áp dụng nhiều quy trình canh tác tiên tiến. Trong đó, phổ biến hiện nay là quy trình sản xuất việt gáp 4C-UTZ nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên, tại những khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều giải pháp chuyển giao kỹ thuật đã được triển khai. Nhưng do tư duy làm nông ở một số nông hộ chưa được đổi mới, nên việc đầu tư chăm sóc cây trồng vật nuôi chưa đáp ứng yêu cầu mà ngành nông nghiệp đặt ra. Lúc ban đầu thì về nhân lực cũng khó khăn. Tại vì đa số người đồng bào ở xã Tà Nung mình thì chủ yếu là làm ở ngoài trời thôi. Sau khi mà mình chuyển qua đây làm thì nhân công người ta làm là không quen. So với nhiệt độ ở bên ngoài thì trong nhà lồng nó cao hơn. Dạ. Lúc đầu thì cũng khó khăn về nhân lực. Để khuyến khích nông dân chủ động nâng cao trình độ canh tác, thông qua gần 240 chuỗi liên kết sản xuất, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, triển khai các mô hình, ưu tiên chuyển giao kỹ thuật cho các nông hộ liên kết. Đặc biệt là dựa trên nền tảng số như Facebook, Zalo, hình thành các nhóm sản xuất trên từng đối tượng cây trồng vật nuôi để thuận tiện chuyển giao quy trình sản xuất mới. Chúng tôi đang áp dụng là sử dụng các cái app riêng cho từng bộ phận. Có nghĩa là về công tác kỹ thuật ấy, thì chúng tôi có cái app về công tác kỹ thuật. Thì khi chúng tôi gửi một cái thông tin hoặc gửi một cái công thức hoặc là một cái vấn đề gì đó thì tất cả các hộ đều nắm bắt được và họ dựa vào các cái thông tin đấy để họ xử lý các cái công việc ở vườn của họ, ở trong các cái farm của họ. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là thiết kế các cái hệ thống cài đặt mà tưới tự động này hoặc là chăm sóc tự động. Thì chúng tôi cũng sử dụng vào các cái phần mềm của hệ thống Internet. Cùng với việc tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Khuyến Nông với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nghiên cứu khoa học công nghệ giải quyết các vấn đề cấp thiết để tạo sự đột phá về năng suất chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đổi mới phương pháp chuyển giao kỹ thuật, lấy nông dân làm trung tâm, tập huấn thực tế tại hiện trường, tạo điều kiện để bà con tự hỗ trợ lẫn nhau, cập nhật cải tiến tài liệu tập huấn theo hướng gọn nhẹ, lồng ghép nhiều hình ảnh để tạo sự sinh động, dễ nhìn, dễ nhớ, dễ áp dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền và hướng dẫn tập huấn học kỹ thuật cho bà con để đạt hiệu quả số cao nhất. Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác là dự tính dự báo cái sâu bệnh hại, xâm hại để kịp thời quản lý, phòng chống hiệu quả nhất. Và về cái thiên tai nữa thì cũng sẽ kịp thời là có những cái cảnh báo sớm nhất cho người dân bằng nhiều biện pháp khác nhau. Ngoài các cái kênh hiện nay như chúng ta thông thường, như các thời tiết thông thường, thì chúng tôi đang triển khai một loạt các cái thiết bị thông minh, tiêu bị thông minh để giám sát cái vùng trồng, giám sát điều kiện khí hậu trên tại cái vùng sản xuất. Đối với địa phương thì để mà tăng cường cho người dân chúng ta là biết áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất, thì đối với địa phương thì trong thời gian vừa qua thì đã phối hợp với Hội nông dân phố Đà Lạt, Hội nông dân xã Tà Nung mở lớp mô hình truyền dạy về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để mà người dân họ am hiểu được về khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Kế hoạch này gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo lên 60%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 30%. Phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp trên 10.000 lao động nông thôn, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ.